Rồi, xin chào bạn nhé. Hôm nay thì có cái cây lên xăm này cắt tỉa cành của nó. Cắt tỉa cành thì nó còn dư ra mấy cái cành con của bạn này. Thì tôi tiến hành cắt nó, cắt lên từng đoạn. Từng đoạn dài khoảng 15-20 cm. Thì để mà dâm các bạn. Dâm nó như kiểu cây bông giấy á. Cây này thì nó rất là đẹp. Cái linh sam là nó rất là đẹp, bông nó thì màu tím các bạn, mà gai của nó thì rất là nhiều, gai nhiều lắm. Sao chứ? Chắc nó ăn nhiều quá nên chê chứ. Một bòi cho ăn hai buổi như anh. Có bắp không? Bữa đó nấu cá mà sạch xong rồi. Bắp giờ nấu nó nổi cho em. Thành nó biết cái nào. Sau này lấy anh về anh cho 2-3 cây về trồng. Cái này. Thấy bông đẹp không? Được không? Đó là chỗ an toàn, còn mà anh trồng anh đâu phải trồng như vậy đâu, anh làm anh uống cho nó thác đổ thác tùm lum. Cây này nó cũng dễ trồng, nhanh mọc. Mình chịu cắt tỉa thì nó nhanh. Cây này gọi là cây linh sam, cây linh sam lá nhỏ. Nhà giàu á, người ta hay chơi mấy cây này mà người ta làm người ta uống á Thành. Người ta lấy chum, người ta lấy chum, người ta lấy gì mà nó uống. Cái chum mà nó cái chậu nó cao khoảng 1 mét á, mà nó uống nó kiểu giống như thác đổ á. Từ trên nó uống xuống dưới đất này. Trời ơi nhìn đẹp cực. Cách giá cơ điểm là 300 ngàn. Tiền không á. Nói chung mình trồng xong như thế này mà mình có chậu, mình vô chậu á, mà nó dài ra mình uốn á. Chứ đâu phải là mình trồng xong là mình cứ để nó mọc sum xê được. Cây trên này đổi thì có uốn. Cây trên này đổi có uốn. Cây này đổi là lúc đầu là ăn uốn ấy. Lúc đầu ăn uốn bên này nè. Chỗ mà em thấy anh trồng ở chỗ mà cái cây bông giấy với cây phát tài đó, à, chỗ đó là ăn uống từ trên đó mà ăn uống tới đất nữa. Kiểu nó như thế này nè, trồng cái này nhưng mà uống nó xuống đất rồi xong cái này nó ngóc lên à. Ngóc lên xong bữa đấy anh đi đâu an toàn bứng, an toàn mang vô chậu. Nó giờ nó vô cái chậu xanh luôn đó. Năm ngoái cho năm kia, năm 2019 cho thằng Sơn, thằng Đặng thấy Sơn nó quất trồng, nó cắt tỉa nó biết cắt. Trồng sống bữa nào anh cũng mang về nhà mấy cây. Sau này về già mình cũng nhìn cây cảnh mình chơi thôi, giống mình trồng rau trồng gì thôi ha. Về già lúc đấy 50-60 tuổi là chỉ có anh thú vui đúng không? Cây đó
Rồi. Thôi đổ cái nắp đi. Này chúng ta ngâm nữa các bạn nha. Rồi chúng ta tiến hành ngâm cây nè, ngâm cái cành. Ngâm nó từng đoạn đoạn. Nó bỏ vô cái ca là được. Rồi được được em ơi. Được được. Đó, cứ đổ trực tiếp trên nó. Ơ không phải phải. Đó, đúng rồi, đổ nó. Đó, cứ đổ đại đi, đổ đại đi. Rồi đó. Vậy thôi. Rồi, em cho nước vô rồi, sau đó cho nước các bạn. Đừng cho tràn quá nha, cho vừa thôi. Đừng có tràn. Xem cẩn thận. Rồi, được rồi. Rồi. Ngâm cái cành này trong khoảng 50 phút nha bạn. Còn như bình thường thì thôi, bữa nay thời gian nhiều thì ngâm nửa tiếng. Ngâm nửa tiếng rồi sau đó chúng ta mang đi dâm thôi. Mục đích là để cho nó giúp ra rễ nhanh. Cây nó phát triển tốt. Mục đích là vậy thôi nha các bạn. Rồi, đợi nửa tiếng. Rồi ngâm được nửa tiếng rồi các bạn. Cái này là cái đất mà chuẩn bị để dâm cái cây linh sâm các bạn này. Thì chúng ta tiến hành trọt trọt cây chứ các bạn. Trọt cây chúng ta làm nó như bình thường. Đó. Nó ngâm xong hết rồi nha. Cái này thì các bạn cứ cắm xuống thôi. Chúng ta lấy cây khác chúng ta cắm vô. Nhưng mà chúng ta cắm trực tiếp vô thì nó sợ nó tóc da nên nó ảnh hưởng tới trong quá trình nó bén rễ các bạn. Nó thúi cây, nó không có sống được. Chúng ta phải trồng như thế này các bạn. Này trồng đơn giản thôi, vậy thôi. Cứ ấn ấn vô sau này rút lên là kiểm tra là nó có rễ là xong. Ok. Ở đây chúng ta chỉ là lấy chậu ra chúng ta trồng là xong. Cây này cũng không khó khăn nhiều mà. Riêng cây này thì làm thì riêng cái làm nghệ thuật cây bonsai thì làm cái hình thù là dáng thác đổ thì rất là đẹp cây này rồi. Xong rồi nha các bạn, giờ tiến hành tưới nữa là được. Có cái tưới không? Để tưới sơ qua cho nó chắc gốc nha các bạn. Rồi ok rồi đó. Rồi, xin chào các bạn.